tại vậy cho 108 một chiến sĩ không còn nữa, vậy cộng thêm 2 trận bắt ăn tiên là chào ba vị ban giám khảo ạ. Dạ. Tôi tên là Lâm Văn Đời. Năm nay tôi 36 tuổi. Hiện tại thì tôi đang công tác tại tiểu đoàn chỉ huy pháo binh 815 bộ tham mưu khu 9. Một phần cũng tham gia cái hội thi này để cho mọi người thấy rằng những người lính chúng tôi không phải lúc nào cũng kiêm trang, bên trong cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ. Mong muốn thì cứ thử hết sức mình, nếu tốt thì mình thành nghệ sĩ, còn không thì mình thành vẫn là chiến sĩ. Dạ, hôm nay đến đây thì em xin gửi thực phẩm, có thể mời anh Đức lên phụ diễn với em được không ạ? Hôm nay vui quá. Đức ơi, trời ơi, trời, mày hẹn tao ở đâu? Dạ. Mày hẹn tao ở đâu? Dạ, hẹn ở sân khấu cười. Mày ở cái bưởi mà có cái bàn tập chiếu mà bệnh không có kìa. Chút xíu cái tập chết, ủa ơi. Dạ, sao vậy? Trời ơi, mày coi không, ha, đi ra đường thằng kia nha. Thằng chà bá vậy nè, cái thằng bé lớn này là mày ơi. Vậy hả chú? Nghĩa cử đàn ông mày phải làm sao? Nhào vô can liền chú. Đó, tao bụng thằng lớn binh thằng nhỏ. Dạ. Có thằng nhỏ thằng lớn vô xong, nhỏ là cái bóp. Sao vậy? Quýnh ba nó. Rồi, vợ bỏ mày sao rồi? Dạ. Nhìn mặt tao biết luôn, thấy không? Vợ bỏ phải không? Trời ơi, tao nhớ là rất là quen con lém phải không? Con lém ở quán cây bần đúng không? Trời ơi, bây giờ nó không? Bây giờ kiểu là nó như mày là giờ giống như là gió đưa nhẹ nhẹ bên sông đúng không? Dạ. Mày ngồi lặng lẽ mà chờ mong nó về. Trời ơi, sao không? Cái gì chú cũng biết hết vậy chú? Nhưng mà mày ơi, nó khoáng một câu nè, nó ra đi, nó có câu thề. Nó lấy chồng hàng bóng không về đâu con. Trời ơi. Chú ơi, sao cái gì của con chú cũng biết mày hết. Mày buồn mày ra nó không? Bây giờ là cái... Bây giờ là cái gì tôi quên luôn rồi Đức. À, sao chú quên luôn hả? Dạ. Chú hay quá chú ơi. À, cảm ơn chú. Không phụ lòng của vợ, nó dặn rồi. Dặn sao? Nó đi á, đi đậu đi, về nó mần gà nấu cháo. Mần gà nấu cháo? Không đậu về ăn cháo chứ không có gà. Như vậy là cố gắng đậu thì mà có cháo gà mà ăn đúng không? Rồi xin chúc mừng anh.